Báo Quân đội Nhân dân điện tử. Báo Quân đội Nhân dân điện tử. Kính chào quý thính giả và các đồng chí. Mời quý thính giả và các đồng chí đến với bản tin podcast Quân sự quốc phòng ngày mùng 3 tháng 6 năm 2023 của báo Quân đội Nhân dân. Sau đây là những thông tin chúng tôi tổng hợp trong ngày. Sáng nay, đối thoại an ninh quốc phòng Sangrila lần thứ 20 tại Singapore do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tổ chức đã chính thức khai mạc với sự tham dự của trên 550 đại biểu là lãnh đạo quốc phòng, an ninh và giới chuyên gia học giả đến từ 41 quốc gia. Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã tham dự hội nghị. shangri -La lần thứ 20 có 7 phiên toàn thể và 6 phiên đặc biệt Thảo luận vấn đề an ninh trong cạnh tranh không gian mạng và công nghệ, những thách thức trong phát triển năng lực quân sự khu vực châu Á Thái Bình Dương, nguy cơ và thách thức hạt nhân đối với an ninh khu vực, việc cân bằng các cơ chế tiểu đa phương tại khu vực châu Á Thái Bình Dương với vai trò trung tâm của ASEAN, những xu hướng hợp tác quốc phòng tại khu vực Ấn Độ Dương. Trong khuôn khổ Sangrila lần thứ 20, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã có các cuộc gặp với lãnh đạo bộ quốc phòng và trưởng đoàn một số nước tham dự đối thoại. Đối thoại an ninh quốc phòng năm nay diễn ra trong 3 ngày, từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 tháng 6. Tại xã đảo Thổ Châu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, cán bộ chiến sĩ trung đoàn 152 quân khu 9 đã phối hợp với các đơn vị đóng quân trên địa bàn, tổ chức gia quân hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2023 và Ngày Vì Môi trường Phú Quốc ngay sau lễ gia quân, các lực lượng đã tổ chức dọn vệ sinh khu vực đền thờ Thổ Châu, Lăng Ông, Miếu Bà, cột mốc chủ quyền và hơn 2 km đường trên đảo. Đây là một trong các hoạt động hưởng ứng ngày thứ Bảy tình nguyện, chủ nhật xanh, thanh niên tình nguyện hè của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 152 nhằm góp phần tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ và bà con nhân dân ý thức bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, từ đó xây dựng địa bàn đóng quân sáng, xanh, sạch, đẹp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sư đoàn 9, quân đoàn 4 phối hợp cùng đoàn công tác hội cựu chiến binh Bệnh viện Nhi Đồng 2 tổ chức khám bệnh và tặng quà cho con em sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và con em nhân dân khu vực đóng quân của sư đoàn. Y bác sĩ hai đơn vị đã phối hợp sàng lọc cho thiếu nhi về các bệnh gồm thiếu máu, thiếu sắt, tim mạch, thận, tầm soát thính lực, tật khúc xạ, cận thị, các bệnh lý răng hàm mặt, nhổ răng sâu, đồng thời tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng khám bệnh. Dịp này, hai đơn vị đã tặng 300 phần quà cho các cháu thiếu nhi, con em, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và 30 phần quà mái ấm tình thương hoa hồng cho con em nhân dân khu vực đóng quân với số tiền hơn 120 triệu đồng. Tại thôn La Hót, xã A Bung, huyện Đắc Rông, tỉnh Quảng Trị, chiều tối qua đã xảy ra vụ cháy nhà của bà Lê Thị Nghia, sinh năm 1972. Ngay sau khi nhận được thông tin, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã huy động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương khẩn trương dập lửa. Do ngôi nhà làm bằng gỗ, tre, mái lợp tranh, gặp thời tiết nắng nóng, hanh khô cùng với gió to nên lửa bùng phát nhanh và mạnh. Chỉ trong thời gian ngắn, ngôi nhà và toàn bộ tài sản đã bị thiêu dụi hoàn toàn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bất cẩn trong dùng bếp củi. Đoàn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay đã kịp thời thăm hỏi động viên, hỗ trợ 50 kg gạo, chăn màn, quần áo và các nhu yếu phẩm cho gia đình, đồng thời cùng chính quyền xã A Bung hỗ trợ khắc phục nơi ăn ở ban đầu cho gia đình. Trước tình hình nắng nóng khắc nghiệt kéo dài trên địa bàn Bắc miền Trung, các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang quân khu 4 duy trì nghiêm chế độ ứng trực tổ chức tuần tra canh gác chặt chẽ những khu vực có nguy cơ cháy rừng cao, kịp thời báo cáo khi có tình huống xảy ra, củng cố lực lượng phương tiện, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ khi có lệnh. Còn tại binh chủng công binh, hơn 100 cán bộ nhân viên chuyên môn kỹ thuật cũng vừa được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sử dụng các trang bị chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn hiện đại, đồng thời trao đổi những kinh nghiệm trong thực hành cứu hộ cứu nạn sau trận động đất lịch sử tại Thổ Nhĩ Kỳ tháng 2 năm 2023. Mời quý thính giả đến với các thông tin quân sự quốc phòng quốc tế nổi bật. Theo Military Watch, thông cáo báo chí chính thức ngày 2 tháng 6 của tập đoàn UAC của Nga cho biết lô máy bay chiến đấu Su-34 chuẩn mới Su-34M đầu tiên đã được chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Nga sau khi vượt qua các cuộc thử nghiệm mặt đất và trên không. Thông cáo cho biết Su-34M có phạm vi tác chiến rộng, cho phép sử dụng nhiều loại vũ khí hiện đại từ trên không, có thể tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển trong nhiều điều kiện tác chiến khác nhau với độ chính xác cao. Máy bay tiêm kích và ném bom hiện đại Su-34 là một phần quan trọng hình thành sức mạnh tấn công của không quân Nga. Tháng 8 năm 2022, Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo đặt hàng 76 máy bay chiến đấu theo tiêu chuẩn nâng cao Su-34M mới nhất. Đáng chú ý hơn là một số máy bay Su-34 được chuyển giao từ tháng 7 năm 2022 cũng đã được sản xuất theo tiêu chuẩn nâng cao này. Ngoài phiên bản chiến đấu cơ bản Su-34M, các biến thể chuyên dụng cho hoạt động tác chiến điện tử hoặc trinh sát cũng đã được chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Nga. Trong một nỗ lực nhằm thay đổi tình trạng đình trệ về ngoại giao kéo dài nhiều năm, chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden đã tìm cách khởi động lại các cuộc đàm phán và kiểm soát vũ khí hạt nhân với Nga và Trung Quốc mà không cần điều kiện tiên quyết. Theo cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng, Jake Sullivan, Mỹ muốn thiết lập một khuôn khổ nhằm giảm thiểu vũ khí hạt nhân trước khi Hiệp ước Kiểm soát Vũ khí cuối cùng còn lại giữa Mỹ và Nga, New START, hết hiệu lực. Mỹ đưa ra kêu gọi công khai này với Moscow và Bắc Kinh trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang giữa Mỹ với cả hai quốc gia, đánh dấu bằng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine và một số bất đồng giữa Mỹ với Trung Quốc. Theo ông Jake Sullivan, mỹ sẵn sàng tham gia vào một khuôn khổ song phương trực tiếp hoặc đa phương trong bối cảnh có nhiều lo ngại về một cuộc chạy đua hạt nhân mới kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh ông đưa ra quan điểm chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới một kỷ nguyên đòi hỏi các chiến lược và giải pháp mới để đạt được các mục tiêu ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang giảm nguy cơ nhận thức sai lầm và leo thang căng thẳng và quan trọng nhất là đảm bảo an toàn và an ninh tránh các mối đe dọa hạt nhân theo hãng tin Tân Hoa Xã, Trung Quốc đã công bố bộ tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc đầu tiên đối với ngành công nghiệp máy bay không người lái dân dụng để đảm bảo sự phát triển lành mạnh của ngành này. Theo Cục Quản lý Nhà nước về thị trường Trung Quốc, văn bản mới nhất có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2024 sẽ giúp ngăn chặn các vấn đề chất lượng và an toàn của các máy bay không người lái dân dụng. Bộ tiêu chuẩn đặt ra các yêu cầu bắt buộc về kỹ thuật bao gồm 17 đầu mục từ hàng rào điện tử đến quy trình xử lý khẩn cấp và nhận dạng từ xa, bộ tài liệu này sẽ hướng dẫn việc thiết kế, sản xuất và thử nghiệm máy bay không người lái và giúp đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Bộ tiêu chuẩn áp dụng đối với máy bay không người lái siêu nhỏ, nhẹ và nhỏ, không áp dụng với máy bay mô hình. Quý vị và các đồng chí vừa lắng nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày mùng 3 tháng 6 của báo Quân đội Nhân dân điện tử. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong bản tin ngày mai.